lên em. Thì đây là cái deck mà mình xài này ha. Thì mình sẽ có hai cái deck là cái một deck. Nên em đây là cái deck mình chơi combo lẻ loại chơi. Và một cái deck thì chơi combo thường nha. Mình sẽ show cái deck combo thường cho anh em xem ha. Được chưa? Thì đấy là cái deck combo lẻ loại của mình đây. Mình sẽ show tất cả cho anh em xem. Được chưa? Nói chung deck này thì combo vui á anh em, nó rất là vui luôn, rất là hay luôn, mình rất là thích cái này ấy nhé. Rồi mình sẽ combo demo ở cuối clip nha anh em, các chị kẹt coi thì ở đầu clip thì mình sẽ mở replay cho anh em xem cái combo của mình nha. Mình sẽ hai combo ha, và combo thường và combo này nha. Mình sẽ đưa một cái deck combo thường luôn cho anh em coi. Rồi anh em, thì đây là cái deck Cyberstar combo thường ha. Nha. Nói chung là deck này combo rất là khó khó nha. Rất là khó combo anh em, không phù hợp với newbie nữa. Anh em nào mới chơi thì đừng có copy deck này nha. Nói chung là dư dư ra thì nên build nha, dư ra thì nên build. Mình chơi hai lá này nha, quên anh em. Hai lá này nha anh em. Cái này thì anh em sẽ bỏ một lá ra ha. Không có thể bỏ lá nào ra thì tùy anh em nhé. Mình sẽ theo mình thì nên bỏ lá này ra. Nên bỏ một lá này ra nha, mình bỏ một lá này ra nha. Rồi. Đây thì đây là extra deck của mình nha. Nói chung deck này không cần extra deck đâu nha, không cần mấy đâu nha. Cần con này với con Cyberstar với con này thôi nha. Con này với con Natu thôi nha. Natu thì cắm spell trap, còn con Bullseye thì cắm có thể negate monster nha. Monster ok. Rồi chúc anh em công, mình sẽ combo demo cho anh em xem ha.
Rồi anh em, hôm nay mình sẽ demo combo cái deck cực kỳ hại não Velen nha. Cái deck này là deck mới ra trong tuần tuần trước thôi. Mình sẽ combo thử cho anh em xem nha. Thì mình build cũng khác, nói chung là cũng khác nhiều so với mấy cái youtuber khác đấy nha. Anh em coi thử. Thì khi con này nó nhảy, nó có thể nhảy lên. Đây, nó có thể nhảy lên trong cùng một cái cột mà nó đứng ở ngay cái pendulum scale nè, thì cho nó nhảy lên, và khi nó nhảy lên rồi thì nó sẽ kích hoạt, nó sẽ lấy được một một class spell. Một class spell mình sẽ lấy lá này nha. Thì lá này nó sẽ cho kích hoạt khi mình sẽ có một cái lá ở dưới này mới được nha. Mình sẽ up cái lá này xuống đây trước. Thì mình sẽ up cái lá scale 8 này nha, mình sẽ kích lá này. Thì lá này nó sẽ cho lấy lá field. Lấy lá field thì anh em lấy lá field này. Thì là lấy lá nào cũng được đó, và anh em cho nổ một lá. Anh em phải cho nổ một lá này. Thì lúc này nó sẽ cho lấy cái Sinex Switch nè. Thì lúc này mình sẽ kích hoạt cái lá này, được chưa? Sau đó thì mình gửi cái lá này qua kia, mình cũng kè Sinex Switch. Thì mình sẽ kích hoạt nó. Để chi, mình cho lá này nó nhảy qua đây, được chưa? Và khi nó nhảy qua thì nó sẽ cho bóc một lá từ deck. Mình sẽ bóc lá từ deck, mình sẽ bóc lá lá này nha. Mình sẽ cần hai lá này mới combo được nha anh em. Rồi từ đây thì mình sẽ lên tiếp lá này nha. Sẽ lên tiếp lá này. Thì lá này nó có lá phiêu thì nó tự nhảy lên thôi, lên thôi. Lúc này nó sẽ cho quay số nha, nó sẽ cho quay số. Nếu quay đúng cái lá bài mình cần thì mình sẽ bóc được lên tay nha. Đây, ok, mình sẽ bóc được này. Bóc lên tay. Sau khi bóc xong rồi á, thì mình sẽ kích hoạt lá này, mình sẽ áp dụng hai lá này nha, mình sẽ cho nổ bài này. Lúc này anh em cần một cái lá lá này nha, cái lá này vẫn combo được nha. Rồi lúc này anh em muốn kích á, thì anh em cứ để một lá xuống và anh em kích thôi. Kích lá này nha, sẽ để lá này xuống. Không ấy thì anh em có thể kích lá này, kích lá này từ này, anh em có thể lấy cái này ra nhá. Kích cho nổ lá này cũng được, cho nổ lá này anh em có thể lấy cái này lên nhá. Rồi sau đó thì anh em kích lá này cho nó nhảy lên anh em, cái này cho nó nhảy lên. Cho nó nhảy lên cái này cũng được, nhưng mà thôi mình sẽ lấy kích lá này nhá. Lá này cũng được, chứ lá nào cũng được hết. Thì cái này nó khi nhảy lên thì nó sẽ làm cái gì anh em biết không? Đây, mình sẽ làm thử cái này xem. Thì nó nhảy lên nha. Thì nó sẽ cho lấy một con từ từ trong này nè. Lấy ra đặt ngay ở đây. Lúc này thì anh em có thể kích lá này. Kích lá này thì anh em có thể cho nó nhảy lên lại đây. Rồi, lúc này thì anh em có thể lấy hai lá này. Anh em có thể lấy hai lá này lên con Belulum nha, Beyond. Thì em có hai con lá Belulum Beyond rồi á, thì em sẽ lấy thêm một lá này nữa nha, lấy thêm một lá này nữa thì em sẽ tiếp được. Rồi thì lúc này mình sẽ có đủ scale rồi, mình sẽ lấy con scale này nha. Và cái con scale này con nào cũng được ha, thì mình sẽ lấy con scale nào cũng được nha. Lấy con scale này đi nha. Rồi rồi mình sẽ kích Belulum nha. Thì đây mình sẽ lấy đại hai con kìa. Thì đây mình sẽ lấy con lên level 4 nè. Rồi mình sẽ nhảy lên tay thôi, mình sẽ nhảy lên tay kìa. Lúc này mình sẽ lấy hai con này, mình sẽ kích hoạt con này kìa. Con này nó sẽ cho một tác dụng là lấy con Cyberstan ra. Đây mình sẽ lấy con Cyberstan ra, kích hoạt nó nha. Cyberstan ra đây. Mình sẽ kích hoạt Cyberstar nhé. Thì lúc này mình khi mình kích hoạt á, thì nó sẽ cho những cái con này, sẽ lên con này nha anh em. Lúc này mình sẽ dùng hai con này, mình sẽ lên con Power Tool Dragon nhé. Lên Power Tool Dragon. Và anh em nhớ đặt ngay Cyberstar ngay chỗ này nha, nhớ đặt đúng ngay chỗ mình đặt nha. Rồi sau đó mình sẽ kích hoạt lá này. Lúc này mình sẽ review cho bên kia lấy ba lá, mình sẽ lấy một lá lên, rồi mình sẽ lấy một lá lên. Sau đó thì mình sẽ áp dụng hai con, em sẽ lấy hai con, rồi mình sẽ lấy hai con để ở đây. Mình sẽ lên con khủng long, mình sẽ cho đổi hệ nha anh em. Ok,
hệ này. Mình sẽ đổi thành hệ Spice Freak, hệ tâm linh nha. Rồi mình sẽ kích vô con này thì nó sẽ kích được cái hệ tâm linh, và lúc này con Cyber Stan kích vô hạn nha, kích vô hạn cho mình sẽ kích nha. Kích thì mình sẽ lên con này nha, con này. Sau đó mình sẽ dùng mấy con này mình lên nha. 1 2 3 4, kìa mình là Bolosa nha. Đây rất là dễ lên nha. Rồi sẽ kích tiếp, mình sẽ lên con này nha. Kích tiếp lên con này nha. Sau đó mình dùng hai con này mình lên con rồng, thấy không? Rồi sẽ kích tiếp lên con này nha, con này sẽ kích tiếp lên con này. Sau đó thì anh em có thể kích tiếp, nhưng mà thôi mình sẽ kích lá này nhé. Đây mình sẽ kích lá này, kích con chim với mỏ nha anh em. Kích lá này, kích con chim với mỏ, chim với mỏ. Và lúc này thì anh em lá này là cắm spell trap nè, và lá này cắm có thể này gây monster. Nói chung là cái phương này gần như là khó chịu rồi đó nha anh em. Kích con này, bấm kích con này, bấm kìa. Đây là combo nha, chúc anh em thành công nha. Có gì anh em bình luận và follow cho kênh của mình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh, chúc anh em thành công, bye bye.